chiều ngày 8 tháng 10, sau một trận mưa lớn, mặt đường số 5, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị bong tróc, tạo ra một hố sâu khoảng 1,5 m và đường kính 2 m ngay gần nắp cống. Lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn dài trên đường số 5, phường Tăng Nhân Phú B để đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố sụp lúng. Cách đó khoảng 500 m trên đường Trương Văn Hải cũng xuất hiện một điểm sụp lúng nhỏ hơn. Người dân đã kịp thời đặt thùng xốp và cắm cây để cảnh báo người qua lại. Theo phản ánh của cư dân địa phương, nước mưa từ đường Trương Văn Hải chảy xiết xuống đường số 11 và đường số 5 do mặt đường nghiêng gây ra hiện tượng nứt và sụp lúng. Khi nước rút đi, hố sâu xuất hiện tại đoạn giao với đường số 11. Người dân cũng cho biết tình trạng bong tróc mặt đường xảy ra thường xuyên khi mưa lớn, nhưng lần này là nặng nhất. Cơ quan chức năng đã đổ đất đá lấp tạm thời hố và phối hợp với Trung tâm Phát triển Hạ tầng thành phố Thủ Đức để khắc phục hoàn toàn.